Mến chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và theo dõi kênh. Hôm nay lại tiếp tục giao lưu Linh Sam nha anh em. Linh Sam này ôm đá nha anh em. Cây này thì mình cho ôm đá được khoảng tầm 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi, tay tàn thì mình sửa chưa xong nha anh em. Anh em về sửa thêm. Cây đây thì bộ rễ đế của nó thì khá đẹp anh em. Này nhìn khá là to nha. Và mình sẽ đo hoành cho anh em tham khảo. Đây là ôm cục đá này mình cũng có làm sơ sơ rồi nha. Nhưng mà nói chung thì cây này mình cho ôm đá lâu rồi nha. Và hoành tại cái điểm này nha anh em là khoảng tầm 20. Hiện tại điểm này nha. Nó hơi cấn cái dây nhô một xíu nha anh em. Tính 19 này. Hoành thân tại điểm đấy. Rồi tổng cái nồi đế ôm đá. Tổng cái nồi đế ôm đá nói chung là khoảng bao nhiêu? Đo ngang này. Tổng rễ ôm đá khoảng tầm 50 nha. Tổng rễ ôm đá khoảng 50. Bộ rễ tổng chiều dài cả bộ rễ. Đế sổ khoảng tầm nó sổ tới đáy chậu luôn nha. Cây này mình sổ tới xuống tới đáy luôn. Tổng cái bộ đế sổ của nó khoảng nhiêu? 49 nha anh em. Bộ đế nó dài khoảng tầm 49 nha. Bởi vì trước mình trồng cái cục đá nằm xuống tới dưới luôn này. Và cái bộ rễ là nó kẹp theo tới dưới luôn nha anh em. Hôm xưa mình trồng vậy. Trồng cái chậu nhựa bây giờ nó mục luôn này anh em. Đấy này, nó mục chậu luôn này. Rồi, tổng chiều bay của cây. Tổng chiều bay nút sang bên này luôn đi. Sang từ mặt chậu. Tổng chiều dài của cây là khoảng tầm 80. 80 nha anh em. Tổng chiều dài của cây khoảng 80. Hoành cây khá lớn nhé. Hoành 20. Hoành 20 không? 18, 20. Hoành khá bự. Nhìn đấy này, nó to như tương đương cổ tay này. Đấy này. Đấy, cây này anh em lấy về chơi thì sửa thêm. Chứ còn tay tàn thì mình sửa mới có đi cốt chủ thôi. Bởi vì mình cũng không chăm sóc anh nha. Bỏ lấy lát để bây giờ nó ăn xuống tới cái đáy chậu rồi anh nha. Để nó ăn xuống đáy chậu, anh em về thái chậu. Cái này thì mình gửi luôn cả cái chậu này đi luôn. Rồi, cái này là giao lưu 300k bao ship nha nha. Anh em là hợp nhãn thì ủng hộ giúp Linh Sam siêu bông nha. Mái bông thì mút riêng. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh.